Vô. Rồi sao bắt quán cái gì vậy? Rồi đó mình chơi bóng chứ. Trời ơi, nói gì nữa. Đá bóng dưới đá cầu nhầy với bóng với chúng tìm. Chúng ta sẽ tham gia một trò chơi để giành chỗ ngủ sướng tối nay. Trò chơi có tên gọi đá bóng bằng chổi. Ở trận bóng này, Jenny sẽ làm trọng tài. Hay quá. Sao vậy? Không biết đá bóng hả? Biết làm trọng tài không? Chắc không luôn. Thì cứ phạt thôi. Ủa? Luật chơi của chúng ta cụ thể như sau. Người chơi sẽ cột chổi sau lưng mình và dùng chổi để di chuyển, đưa bóng vào khung thành đối phương. Có tất cả 2 hiệp chơi, mỗi hiệp kéo dài 5 phút. Sau mỗi hiệp sẽ đổi sân. Kết thúc trận đấu, đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp tỷ số hòa nhau, tiến hành đá penalty để quyết định thắng thua. Đội thắng sẽ được ngủ trong căn phòng ấm áp với view triệu đô. Đội thua sẽ ngủ với view ngàn sao tuyệt đỉnh. Hôm nay chủ đề đoàn kết. Đúng. Mình tự nhiên mình đấu nhau. Đúng rồi. Mình lâu ekip ra mình đấu. Ê, mời với lâu em làm sao vậy? Vậy hả? Mời đi. Vậy mình thỉnh ekip ra mình đấu. Về trên. Gửi giấy triệu tập. Xin đội ngũ ekip hãy lắng nghe lời nói của chúng tôi. Chào. Có đấu hay không ạ? Đúng. Nếu mà chúng tôi thắng, chúng tôi sẽ được ngủ sướng hết cả đám. Đúng. Nếu chúng tôi thua thì chúng tôi biết thân biết phận. Chúng tôi ra khách sạn ngàn sao chúng tôi ngủ. Bình thường. Chúng tôi cần những bạn ekip khỏe mạnh ra chơi tụi tôi, hoặc là quay phim, bỏ máy luôn. Nhưng mà bây giờ nếu như các bạn chấp nhận đặt cược thì ekip chúng tôi sẽ chấp nhận chơi với các bạn. Đặt cược gì? Nếu như mà các bạn thắng sau 2 hiệp thì các bạn được ngủ ngon và các bạn được 10 đồng. Wow. Nhưng nếu như các bạn thua thì các bạn ngủ khổ và các bạn mất 20 đồng. Nếu như các bạn chấp nhận thì các bạn được quyền chọn ekip ai là người ngủ khổ luôn. Và full ekip. Đúng rồi, tức là các bạn một người được chọn 2 người ngủ khổ đó. Về cái số đồng bàn có đồng ý không mà? Đồng ý. Ui. Trời ơi. Để em. Quét. Ôi. Ủa có chừng nè. Ném bên. Trời ơi. Chân rồi. Lâm ơi, yếu quá Lâm ơi. Để em. Phải góc Lâm. Phải góc. Thôi mới đá. Lâm sút. Ủa, mày chơi gì vậy? Chơi gì vậy? Kìa, người ta làm lỡ kìa. Đây. Đá chân chị ơi. Tay ơi, màu lên cười. Rồi, đèn ta rồi. Bé ơi. Bên đây là bờ chơi 6 em đúng không? Đá chân. Penalty. Bảy, trọng tài đang phạt má. Trọng tài đang làm việc kìa. Giữ lên. Em ơi biết luật thì hướng dẫn cho trọng tài đi. Đâu rồi, Bảo Lâm thẻ vàng nha. Ghét em nó vô thẻ vàng. Lâm ơi. Để em. Quét đi. Trời ơi, quên nghe cái tẹt vậy. Trời ơi, gãy cái cốt rồi. Đẩy quá! Lắm ơi, dở quá! Chết rồi! Đúng rồi! Đi ra! Sao anh Tuấn đẩy anh Huy luôn rồi? Bảo Lâm! Thổi vô ta dừng lại đã. Thổi ơi. Trọng tài ơi. Trọng Tài ơi. Nó nghe Trọng Tài kìa. Trời ơi, quýnh Trọng Tài luôn rồi. Bà thổi cho ta dừng đi đã. Có dừng đâu, em thổi mà. Có dừng đâu, em thổi mà. Trời ơi, Trọng Tài ơi. Trọng Tài, uy nghiêm lại, uy nghiêm, yêu nghiêm vô. Cái con Trọng Tài nó thổi không có tha thiết. Một cái nè, hai cái, ba cái, về nước. Rồi sao? Đánh luôn. Hiện tại thì hết hiệp 1 thì tỷ số là 0-0. Huề. Ủa vô chưa? Trời ơi. Đi hiệp. Càng xuống dưới này. Xuống dưới, xuống dưới. Ồ Hiếu. Ê. Ồ Hiếu. Ê. Hay ra đây. Đó. Quét lên, quét. Lên lên lên. Ra đi ơi, ngủ một đường là chết luôn em ơi. Hiếu chạy chứ. Hay nha, hay quá. Chân kìa béo đen. Chân hỏi lại hỏi. Đúng rồi. Tên xuống lên, tên xuống lên. Tên xuống lên. Không phải, ồn ào à, không thích tụ tập kiểu đấy đâu. Ủa, tôi đá banh mà kêu không tụ tập. Đúng rồi. Ê, dùng người đỡ rồi. Bạn đỡ rồi. Thôi đây nè. Nhưng mà đá không được là bị ăn thẻ vàng nha. Ủa? Đá thẻ vàng không được ăn thẻ vàng. Không vào là thẻ vàng nha. Bà học được cái nước nào về vậy bà Trọng Tài? Cái Trọng Tài muốn làm thì làm chứ trời ơi. Sao Trọng Tài ngang ngược vậy? Rồi chạy em, chạy Trọng Tài ơi. Ekip cố lên. Ê, đá vô. Ê. Trời nó quấn người tôi luôn. Tới. Ê, qua. Ủa sao giao giờ quýnh lộn cái gì vậy? Này cho đá lại, uống, cho đá lại, uống. Quả nó uống cho đá lại đây. Trời vậy? Giờ xem đi, cho mọi người xem đi, đá lại đây đi. Trời ơi. Ở đây để đá lại. Đá ơi. Mấy ba gọi kìa. Đi về. Ê, nên chôn Trọng Tài không? Ê. Hết giờ. Quê. Còn đây mà nói hết giờ. Quê. Tước bằng đi. Trọng Tài không có bằng FIFA gì hết. Vì là Huề 1-0, thế nên là bây giờ chúng ta sẽ có đá penalty giữa hai đội. Này mà còn gấu bông là em nhấn nước rồi đó. Rồi. Đốt liền. Em ơi, thật sự là em phải bên đội bên đây không? Không, Trọng Tài là ở giữa đúng rồi. Hay đó. Em luật quốc tế mà. Em luật quốc tế mà. Đúng rồi, quốc tế đúng rồi. Lát nữa chúng tôi vào ngủ của đường thì chúng tôi chơi vào với hồ bơi. Bây giờ penalty là mỗi đội được 3 trái. Mỗi người chọn mỗi thôi, đội. Mỗi đội 3 trái thôi được rồi. Thôi, cắt. Rồi sao đi vô. Không hiểu lực mà nói nhiều ghê. Vô đâu. Em ơi đừng có thế nha em. Trời ơi đừng có tạo nén nè em ơi. Cái khen của em bị méo. Tao nói cái khe của em bị méo. Méo mà. Trời ơi. Trời ơi. Kỳ vậy ta. Kỳ vậy ta. Chuyên môn để em làm mà em làm tôi cũng mất mặt quá. Này bên phe trọng tài phải không? Ừ. Không có trọng tài kìa. Chúng ta dọn mùng chiếu gối sẵn rồi anh em ạ. Tội đồ rồi. Cho mẹ đi, cho mẹ đi, cho mẹ đi, cho mẹ đi. Ngủ ngoài rồi. Ngủ ngoài rồi. Đúng rồi. Con ước mơ cái đợt mà tập 1 á là con đi cái bảng. Đúng rồi. Được ngủ ngon trong phòng máy lạnh, resort các kiểu. Đồ ăn ngon. Nhưng mà trừ Lê Dương Bảo Lâm.